À, cho các bạn, đây là chiếc Sony Xperia Z1 mà Sony vừa giới thiệu ở Đức thì cầm trên tay rất là chắc chắn, rất là thích, tuy hơi to. Và bây giờ mình hơi lắc một vòng để các bạn xem xung quanh của nó trước. Và mình thích nhất ở trên chiếc Z1 đó là gì? Đó là cái hệ thống máy ảnh của nó, Sony mang ba cái yếu tố quan trọng một chiếc máy ảnh bon shot tốt của họ lên, đó là ống kính G là cảm biến ảnh ixmor kích thước lớn cũng như là cái bộ vi xử lý hình ảnh Bionz mà Sony dùng trên những cái máy ảnh bon shot cao cấp của họ thì chúng ta có tất cả những thành phần của một mẹ một cái chiếc máy ảnh bon shot tốt của Sony trên một cái chiếc điện thoại di động như thế này một chiếc điện thoại mà chúng ta có thể nhét vào trong túi quần được đó. và cái thứ hai mình thích đó là cái thiết kế nguyên khối của Xperia Z1 Sony dùng hẳn một cái tấm nhôm liền lạc sau đó họ dùng máy CNC họ khoét lỗ và cho những thành phần khác vào và hai mặt kính được đẩy lên thì cái sony làm thực sự là một khối nguyên khối chứ không phải là vẫn cắt ra như iphone 5 hay htc one để làm bằng ten và họ đã làm một khối liên lạc và đây là cái cạnh của nó cạnh của nó được bo tròn như là cha và các bạn thấy là nó rất là liền lạc rất là uh, gọi là smooth chứ không là khึก như là ở trên cái xperia z ngày xưa chúng ta thấy và nó là một khối chứ không phải là những cái thành phần khác nhau gắn lại và kết quả là chúng ta có một cái chữ điện thoại khá là lớn so với kích thước màn hình của nó. Sony Xperia 5 mươi nhưng to hơn hẳn so với lại uh, xin lỗi Sony Xperia Z1 mươi nhưng to hơn hẳn so với lại Z trước đây. Và chúng ta thấy có những cái viền màn hình và những cạnh trên cạnh dưới lớn hẳn so với những chiếc điện thoại khác, nhất là những chiếc điện thoại Hàn Quốc vốn được làm rất là mỏng như là LG G2 chẳng hạn. Và cái lý do mà họ đưa ra của Sony đó là sao họ muốn đưa những cái miếng cảm ứng lên trên màn hình bởi vì khi chúng ta cầm ngang nó không chạm đó cái viền xung quanh rất là dày. Nokia và Sony họ chọn cái hướng khác chứ không chọn hướng mặt như những cái điện hãng điện thoại của Hàn Quốc. Và đây là cạnh trái của nó. Chúng ta có ở giữa là cái uh, nơi để gắn sạc hoặc gắn vào cái đế thay vì chúng ta gỡ cái cổng micro USB ở phía bên trên này ra. Thì các bạn thấy là cái nắp che cổng micro USB và micro SD uh, được làm bằng kim loại và cái kết cấu nắp che của nó rất là dễ dàng chúng ta sử dụng và khi chúng ta mở ra chúng ta nhìn vào thấy hẳn cái sườn kim loại được phay nhìn rất là đã, rất là thích, tương tự như cái iPhone 5 là vậy. Và sau này nó hoàn thiện rất là tốt, để khi chúng ta gắn vào chúng ta thấy rất liền lạc và rờ lên chúng ta không có cảm giác gì cả. Những cái nắp này nó bằng sắt. Và bởi những cái nắp bằng sắt nên ra là nó có định hình tốt, chúng ta gắn vào dễ dàng hơn là cách chúng ta gắn ở trên con Z hay là Z ăn Đây là cạnh phải của nó, các bạn thấy ở trên đó là cái khay sim hồi trước ở bên này nó gồm có khay sim và khay micro bây giờ nó chỉ còn có khay sim thôi à, mở ra các bạn thấy cái sườn kim loại bên trong và nó cũng là kim loại nó đóng lại rất là dễ dàng và rờ rất là liền lạc ở dưới chúng ta có nút mở khóa màn hình của sony và nút tăng giảm lượng khá là nhỏ ở dưới chúng ta có cái nút cứng chụp hình và một cái lỗ để chúng ta móc sợi dây vào ở đây là cạnh dưới chúng ta có loa thoại à, xin lỗi ra ngoài nhìn không được đẹp lắm ở cạnh trên thì chúng ta có lỗ cắm tai nghe 3.5 tiêu chuẩn uh, được khoét vào cái khung và có một cái viền cái vòng kim loại xung quanh giống như cái ron đây là cạnh sau của máy mình sẽ dùng sát lại để các bạn thấy uh, kết nối giữa phần sườn và phần mặt kính thì có một cái ron cao su cái ron là khá là dày nếu mà so với lại Z cũ nhưng mà nó sẽ có tính bảo vệ tốt hơn máy ở trên tay và các bạn thấy là uh, qua video các bạn không thấy được nhưng mà thực tế thì cái màn hình của Z1 uh, đẹp hơn rất là nhiều so với Z khi mà nó giới thiệu màn hình của Z1 bây giờ đã uh, ngả xanh chứ không ngả vàng và nhìn nó mát mắt hơn, uh, trong trẻo hơn và khi chúng ta mở cái setting lên thì nó hiện lên cái X Reality Formable. đó rất là đẹp. Chúng ta sẽ nói về cái X Reality là sau bộ nhớ trong nó là 16GB và có khe thẻ nhớ có thể mở rộng đến 64GB. À, cái mic phía sau nằm bên trên này trên cái logo NFC các bạn thấy là nhìn nó khá là to. À, cảm ơn các bạn, mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm về chiếc điện thoại tuyệt vời này của Sony.